cho sự nghiệp nhân. Mọi chi thể của giáo hội có chung một đức tin, một niềm hy vọng và một sống vĩnh cửu, và một tình yêu chung đối với Thiên Chúa và với nhau trong việc và liên kết tất cả nhân hồn trong giáo hội phổ quát của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ thể hiện trên ngôn ngữ mà còn có những việc làm cụ thể từ Thánh Phaolô. Chào quý vị các bạn. Hôm nay ban truyền thông quê hương Luật Trung chúng tôi đang hiện diện tại giáo xứ Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bắc Trạch. Vâng, hôm nay trong Chúa Nhật thứ hai phục sinh đại hội Kính Lòng Chúa Thương Xót của giáo phận được diễn ra ở đây. Nơi đây trong những ngày này đang chuẩn bị trang trí cũng như mọi khâu tổ chức cho ngày đại hội. Chúng tôi ghi nhận một số hình ảnh được gửi đến quý vị và các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi, cùng đến tham quan Đền Thánh Bắc Trạch với ban truyền thông của chúng tôi, với kênh YouTube Trần Phú Thuần Nhật Trung xin được trân trọng giới thiệu. Kính thưa quý vị các bạn, chúng tôi đang hiện diện bên trong Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót của giáo phận Thái Bình, nơi giáo xứ Bắc Trạch. Mỗi người chúng ta chiêm ngắm trong lòng nhà thờ, trong đền thánh, cảm thấy rất là trang trọng, rất là uy nghi, rất là hoành tráng. Hãy tra kiên duy trì sự nghiệp nhất là Trời ạ, cái nhám to thế trời. Con quay cái nhám ra đi ạ. Cái nhám cái gì đẹp quá. Quý vị đang xem công trình nhà thờ Đền Thánh Bắc Trạch thuộc địa bàn xã Xuân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, giáo phận Thái Bình. Công trình xây dựng trong những thập niên vừa qua và với những bàn tay của bà con quê hương Thái Bình, của xã Xuân Trường, như của bà con giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch. Qua 7 năm thi công, công trình đã hoàn thành rất tuyệt vời. Công trình đã hoàn thành với những kiến trúc, với những đường nét, với những hòa văn rất tuyệt vời, tạo lên một cái vương cung thánh đường kính lòng Chúa thương xót của giáo phận Thái Bình. Chúng ta thấy là rất là đẹp, mỗi người cảm thấy rất là đẹp. Đó là tình thương và lòng Chúa thương xót ban cho giáo phận Thái Bình có được những hồng ân rất vĩ đại này. Chúng tôi đang quay để cho mọi người đến đây tham quan, cảm nhận được vẻ đẹp của lôi nhà thờ Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Bắc Trạch, xã Xuân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vâng, vâng, phóng sự, vâng. Nếu mà ông mà đưa lên đây là ngôi nhà mục vụ của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, vừa mới được xây dựng, đang sắp hoàn thành trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót trong tuần tới đây. Còn vài buổi một ngày nữa, chúng tôi thấy đang của công trình đang sơn và khu vực bắc lên ngôi nhà chung chúng tôi đang được ốp đá cũng như sắp hoàn thành. Công trình rất là đẹp. Nơi đây rằng những ngôi nhà đẹp mà nơi đây còn có được những cái cây cổ thụ. Chúng tôi cảm thấy cái cây nhãn này với đường kính hơn 1 mét, gốc của nó rất là to, gốc rất là to lớn. Có lẽ phải đến vài trăm năm nay cây nhãn này một trong những cây nhãn rất là vĩ đại. Từ thời các cụ xây dựng lại cũng nói lên cái dòng thời gian của ngôi nhà thờ, những cái cây cổ thụ lại người ta không có cái bia đá để nói rằng nhà thờ hình thành được bao nhiêu, nhưng là nhìn tuổi thọ vào cái nhãn này, mỗi người chúng ta cũng biết thể đoán được là cái nhãn này vài trăm năm. Thì cũng đồng thời là khi thánh đường này được xây dựng, cây nhãn rất là to. Lời Chúa Giê-xu thánh thể duy nhất là thánh thể Chúa. Lạy Chúa, nhìn lại bản thân mỗi người chúng con, Chúa đã biết bao lần chúng con không những thờ ơ với nguyện ước của Chúa, mà còn cả lòng phá đổ sự hiểm nhất, ngăn cản những ai muốn xây dựng mối hiểm nhất trong giáo hội, giáo phận, giáo xứ và chính ngay trong mỗi gia đình chúng con. Trong giờ phút linh thiêng trước thánh thể Chúa, chúng con thành tâm thống hối lỗi lầm của chúng con. Xin Chúa thương, thứ tha, xin Chúa thành thật là nguyên lý của sự hợp nhất, nối kết, mở lòng chúng con để chúng con làm giờ tình cảm này cho. Đây là bức quấy của nhà thờ đang được trang trí về sân khấu, về lễ đài quấy nhà thờ. Những bức phông đang được dựng lên. Người là đầu của giáo hội thì cũng chỉ có một giáo hội duy nhất của Chúa Kitô mà thôi. Ví như chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người nhưng chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Hầu cứu độ con người, tiếp đến người cầu nguyện cho các môn đệ của người, những người không thuộc về thế gian nhưng đang ở trong thế gian, để họ cũng được thánh hiến và hiệp nhất. Nhờ đó họ có thể tiếp tục vai trò tư tế mà Chúa Giê-xu sẽ trao phó là hướng dẫn, lãnh đạo đoàn chiên, là chính giáo hội Chúa. Với việc người đã cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, những người nhờ tin, Chúa Cha đã thực hiện điều Chúa Con cầu xin khi thông ban cho nhận loại chính tình yêu người hằng thông ban cho Chúa Con. Tuy vậy, người không thông ban cho họ theo bản tính như khi người thông ban cho Chúa Con, nhưng đã thông ban cho. Vì mỗi ngôi đảm nhận những vai trò khác nhau, nhưng đảm nhiệm nhất với nhau. Đảm nhiệm về ba ngôi Thiên Chúa cho thấy hình thức cao nhất của hiệp nhất chính là tình yêu. Tình yêu là mối dây tuyệt hảo làm nên sự hiệp nhất giữa ba ngôi. Đến lượt mình, giáo hội cũng phải sống giáo hội thiện theo một văn hóa. Mỗi giáo hội thiện luôn với những nói riêng của mình. Dù tôn giả phải không làm bất kỳ tính duy nhất của giáo hội, nhưng làm cho thấy những phổ quát tôn giáo của giáo hội. Vâng ạ. Dạ. Thomas Aquino đã đưa ra ba yếu tố đặt nền tảng cho sự hiệp nhất. Mọi chi thể của giáo hội có chung một đức tin, một niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu và một tình yêu chung đối với Thiên Chúa và với nhau trong việc và liên kết tất cả nhân hồn trong giáo hội phổ quát của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ thể hiện trên ngôi địa mà còn có những việc làm cụ thể. Đời Thánh Phaolô luôn vẫn quan vọng trong tâm trí chúng ta. Hãy ăn ở phần khiêm tốn, nhân từ, nhân ái. Hãy lấy tình bác ái và chỉ từ lẫn nhau. Hãy Chào cha nhá. Cái nhám to thế trời. Con quay cái nhám ra đi ạ. Cái nhám cái gì đẹp quá. Quý vị đang xem công trình nhà thờ Đền Thánh Bắc Trạch thuộc địa bàn xã Xuân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, giáo phận Thái Bình. Công trình xây dựng trong những thập niên vừa qua và với những bàn tay của bà con quê hương Thái Bình, của xã Xuân Trường, như bà con giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, qua 7 năm thi công, công trình đã hoàn thành rất tuyệt vời. Công trình đã hoàn thành với những kiến trúc, với những đường nét, với những hòa văn rất tuyệt vời, tạo lên một cái vương cung thánh đường kính lòng Chúa thương xót của giáo phận Thái Bình. Chúng ta thấy là rất là đẹp, mỗi người cảm thấy rất là đẹp. Đó là tình thương và lòng Chúa thương xót ban cho giáo phận Thái Bình có được những hồng ân rất vĩ đại này. Chúng tôi đang quay để cho mọi người đến đây tham quan, cảm nhận được vẻ đẹp của lôi nhà thờ Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Bắc Trạch, xã Xuân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vâng, phóng sự, vâng. Nếu mà ông mà đưa lên đây là ngôi nhà mục vụ của giáo xứ Đền Thánh Bắc Trạch, vừa mới được xây dựng, đang sắp hoàn thành trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót trong tuần tới đây, còn vài buổi một ngày nữa. Chúng tôi thấy đang của công trình đang sơn và khu vực bậc lên ngôi nhà chung chúng tôi đang được ốp đá, cũng như sắp hoàn thành. Công trình rất là đẹp. Nơi đây rằng những ngôi nhà đẹp mà nơi đây còn có được những cái cây cổ thụ. Chúng tôi cảm thấy cái cây nhãn này với đường kính hơn 1 mét, gốc của nó rất là to, gốc rất là to lớn. Có lẽ phải đến vài trăm năm nay cây nhãn này, một trong những cây nhãn rất là vĩ đại, từ thời các cụ xây dựng lại, cũng nói lên cái dòng thời gian của ngôi nhà thờ. Những cái cây cổ thụ lại, người ta không có cái bia đá để nói rằng nhà thờ hình thành được bao nhiêu, nhưng là nhìn tuổi thọ vào cái nhãn này, mỗi người chúng ta cũng biết thể đoán được là cái nhãn này vài trăm năm. Thì cũng đồng thời là khi thánh đường này được xây dựng, cây nhãn rất là to.